Củ ba khích được coi là đồ ngâm rượu rất quý báu và phổ biến ở nước ta. Bởi từ xa xưa y học cổ truyền đã sử dụng rễ của cây mạ khích trong việc điều trị và chữa bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu củ ba khích có tác dụng gì và cách nhận biết, cũng như sử dụng củ ba khích thế nào là tốt nhất. Sau đây là tất cả những thông tin về củ ba khích. Củ ba khích có tác dụng gì mà các bạn có thể tham khảo? Mục lục ba khích có tên khoa học Marinda officinalis alis hao ba khích thuộc họ cà phê Rubiaceae. Ngoài ra cây ba khích còn có tên ba khích thiên, cây ruột gà, chậu phóng xì, thao tài cái, ba khích nhục, liên châu ba khích. Giới thiệu cây ba khích. Ba khích là loại cây thân thảo, dây leo, có thể sống lâu năm. Khi thân còn non có màu tím nhạt, có cạnh dọc thân, phủ lông mềm màu nâu vàng, lá đơn nguyên mọc đối chữ thập, dài từ 6 đến 14 cm, rộng từ 2,5 đến 6 cm, hình mát, lá lúc non có màu xanh, về già có màu trắng mốc. Hoa ba khích lúc đầu trắng sau vàng, có từ 20 cánh hoa, 4 nhị, quả hình cầu, khi chín màu đỏ. Mùa ra hoa khoảng tháng 5 đến 6, quả chín tháng 12, thân nhiều đốt to 3 đến 5 mm. Hình dạng củ ba khích, rễ củ xoắn như ruột gà, dài 15 đến 20 cm, to 1-2 cm, chia nhiều đoạn to thấp đều đặn. Các loại củ ba khích tím, củ có màu vàng sậm, thịt bên trong có màu hanh tím. Khi ngâm rượu làm cho màu rượu chuyển thành màu tím sậm. Ba khích trắng, củ có màu vàng nhạt, phần thịt bên trong có màu trắng trong, không có sắc tím. Khi ngâm rượu, rượu có màu tím nhạt. Xem thêm, phân biệt ba khích tím và ba khích trắng. Dễ dàng thành phần hóa học của củ ba khích. Trong rễ ba khích chủ yếu có chất anthraquinone, rất ít tinh dầu, chất đường, nhựa và axit hữu cơ. Trong rễ tươi có vitamin C, tuy nhiên trong ba khích khô không có vitamin C. Rễ ba khích là bộ phận có nhiều thành phần hóa học giúp cho ba khích có nhiều công dụng đặc biệt. Anthraquinone, khi thủy phân anthraquinone tạo thành hoạt chất anthraquinone là những dẫn chất của dixitan anthracene. Hoạt chất anthraquinone có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa và giải độc, ích thận hay cường gân cốt. Ngoài ra hoạt tính anthraquinone còn có tác dụng giảm đau, trị viêm da hay cầm máu, kháng khuẩn, bảo vệ gan và giảm cholesterol máu. Ngoài ra anthraquinone còn có tác dụng giảm đau, điều trị viêm da, ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của các độc tố, vi khuẩn, tác dụng nhuận tràng, hạ hỏa, giải độc, hoạt huyết, tác dụng lợi mật, cầm máu, kháng khuẩn, lợi tiểu, bảo vệ gan và giảm cholesterol máu. Các axit hữu cơ hay axit amin, gentinoin, capen, choline, trigonelline, dioscorin, imogenin, cytokinin, tigokinin, vitesin, orientin, quercetin, lupulin. Đây là những axit rất cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh. Các vitamin B1, C. Củ ba khích có tác dụng gì? Củ ba khích có vị cay ngọt, tính hơi ôn, vào thần kinh. Có tác dụng ôn thận trợ dương, mạnh gân cốt, khử phong thấp. Củ ba khích có tác dụng chữa dương ủy, phong thấp cứu khí, gân cốt yếu, mềm, lưng gối mỏi đau. Trong nhân dân, ba khích được dùng phổ biến làm thuốc bổ, tăng lực. Y học đã nghiên cứu và điều trị thử nghiệm với nam giới có hoạt động sinh dục yếu. Ba khích có tác dụng làm tăng khả năng giao hợp, đặc biệt đối với các trường hợp khả năng giao hợp yếu và thưa. Củ ba khích không làm tăng đòi hỏi tính dục, nhưng ba khích có tác dụng tăng cường sức dẻo dai, không thấy có tác dụng giống androgen trên lâm sàng. Ngoài ra củ ba khích không làm thay đổi tinh dịch đồ, nhưng trên thực tế có tác dụng hỗ trợ và cải thiện hoạt động sinh dục, cũng như điều trị vô sinh cho những nam giới có trạng thái vô sinh tương đối nhẹ và suy nhược thể lực. Còn các trường hợp tinh dịch ít, tinh trùng chết nhiều, không có tinh trùng không xuất tinh khi giao hợp, sử dụng ba khích chưa thấy kết quả. Củ ba khích có tác dụng rất tốt đối với người cao tuổi, những người thường có biểu hiện mệt mỏi, kém ăn, ít ngủ, người gầy yếu, mà không thấy có những yếu tố bệnh lý gây nên dùng củ ba khích thường xuyên, sẽ có tác dụng giảm triệu chứng rõ rệt.
Một số trường hợp có đau mỏi các khớp, ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt thể hiện qua những cảm giác chủ quan như đỡ mệt mỏi, ngủ ngon, ăn ngon và những dấu hiệu khách quan như tăng cân, tăng cơ lực. Còn đối với những người đau mỏi các khớp, sau khi dùng ba kích dài ngày giảm các triệu chứng đau mỏi. Củ ba kích giúp hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp cao, lưu thông huyết áp, ổn định đường huyết và rất tốt cho những người mắc bệnh huyết áp cao. Dùng củ ba kích có nên bỏ lõi. Có rất nhiều thông tin trái chiều về lõi của củ ba kích. Có những thông tin nói rằng lõi củ ba kích không độc, không có tác dụng gì, nhưng có những thông tin nói lõi của củ ba kích độc, nếu sử dụng trong thời gian dài có thể gây hại cho hệ tim mạch và những nguy cơ khác. Bởi theo nghiên cứu, lõi ba kích có hoạt chứa hoạt chất ruvidine và carbon hydrate. Ruvidine là chất gây ức chế hệ tim mạch khiến tim đập nhanh. Tuy trong lõi ba kích chỉ chứa hàm lượng nhỏ ruvidine, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài, với số lượng nhiều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tim mạch nói riêng, sức khỏe toàn cơ thể nói chung. Carbon hydrate khi đưa vào cơ thể sẽ chuyển thành đường glucose và khiến chỉ số đường huyết tăng cao, khiến người dùng dễ mắc bệnh đái tháo đường hay các bệnh lý tim mạch. Xử lý lõi ba kích như thế nào? Khi sơ chế ba kích, tùy thuộc vào loại ba kích mà ta có cách xử lý riêng. Do vậy, cần có kỹ thuật áp dụng riêng cho bỏ lõi ba kích trồng và ba kích rừng để tách lõi nhanh và hiệu quả nhất. Xử lý bỏ lõi ba kích trồng, phần thịt của ba kích trồng khá nhiều nước và dày nên việc bóc lõi sẽ dễ dàng hơn nếu bạn phơi héo ba kích dưới nắng. Ngoài ra, có thể chẻ đôi ba kích rồi bóc tách phần lõi và phần thịt dễ dàng. Xử lý lõi ba kích rừng, không nên áp dụng cách phơi héo vì thịt ba kích có thể dính chắc hơn vào phần lõi. Thay vào đó, nên cho củ ba kích lên thớt, dùng chày đập nhẹ tay vừa phải, đập bẹt củ ba kích, lúc này phần thịt sẽ rời ra khỏi lõi dễ dàng hơn. Trong sản xuất công nghiệp, người ta thường hấp chín ba kích trước khi rút lõi. Đây là cách chế biến cho ra sản phẩm ba kích khô. Tuy chúng cho ra thành phẩm đẹp mắt nhưng lại mất đi độ tươi ngon và hương thơm đặc trưng. Một số cách dùng ba kích hiệu quả chế biến món ăn từ ba kích. 1. Ba kích nấu thịt trai hỗ trợ điều trị liệt dương, yếu sinh lý và bổ thận tráng dương. Ba kích thiên 30, thịt trai 300 g, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Thịt trai rửa sạch, thái miếng. Ba kích rửa sạch. Cho tất cả vào nồi nước đã đun sôi, rồi vặn nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ, nêm gia vị vào là dùng được. Có thể ăn riêng hoặc ăn cùng với cơm. 2. Ba kích hầm đuôi lợn, đậu đen tác dụng giúp bổ tỳ thận, sinh tinh. Đuôi lợn 50, đổ trọng 20 giờ, ba kích tục đoạn 20 giờ, thun chung 20 giờ, đậu đen 30, gia vị vừa đủ. Đuôi lợn rửa sạch đem hầm với các vị thuốc trên nêm gia vị vừa dùng. Nên dùng liên tục 7-10 ngày. 3. Cháo ba kích hầm thịt dê có tác dụng bổ tỳ thận, sinh tinh. Thịt dê 100 g, ba kích khô 15 giờ, gạo tẻ 150 g. Thịt dê thái nhỏ ướp gia vị, ba kích buộc vào túi vải. Cho tất cả vào nồi hầm thành cháo, nêm gia vị là ăn được. Trà ba kích. Trà từ lá ba kích có tác dụng bồi bổ gan, thận, giảm huyết áp. Lá ba kích 30, đường đỏ. Lá ba kích rửa sạch, bỏ vào nồi, đổ vào 200ml nước. Dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó vặn nhỏ lửa nấu 5 phút, thêm chút đường đỏ vào là được. Uống thay trà. Sắc thuốc ba kích chữa cao huyết áp cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, tiên mao, châm dương hoắc. Ba kích tử mẫu, hoàng bá, đương quy mỗi vị 12 giờ. Đổ 600ml nước sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. Điều trị liên tục 3 tháng để cho kết quả tốt nhất. Chữa chân gối tê mỏi ở người già yếu, ba kích 10 giờ, thuộc địa 10 giờ, nhân sâm 4 giờ, thổ ti tử 6 giờ, bổ cốt toái 5 giờ, tiểu hồi hương. Tất cả sắc với 600ml nước còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. Rượu ngâm ba kích. Khi nhắc đến các bài thuốc từ ba kích không thể không nhắc tới rượu ba kích. Đây là phương pháp sử dụng củ ba kích có tác dụng tốt nhất, bởi nó phát huy được hết tác dụng của vị thuốc ba kích.
Rượu ba kích có rất nhiều tác dụng tốt nhất là tăng cường chức năng sinh lý nam giới, bổ sung các khoáng chất thiết yếu, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời giúp bổ thận tráng dương, kiện cân cốt, trị bệnh về sinh lý. Xem chi tiết, tác dụng bất ngờ của củ ba kích ngâm rượu ba kích khô hoặc tươi rửa sạch. Chế biến bỏ lõi chỉ dùng thịt ba kích ngâm, rượu ba kích theo tỷ lệ 1kg ba kích tương đương với 24 lít rượu trắng bỏ ba kích đã chuẩn bị. Như trên vào bình, chế phần rượu đã chuẩn bị và đậy nắp bình lại. Ngâm sau 60 ngày có thể sử dụng xem tham khảo. Cách ngâm rượu ba kích chuẩn tại nhà dù dùng loại dược liệu củ ba kích, chúng ta cũng nên tuân thủ chế độ dinh dưỡng, cũng như rèn luyện thể thao giúp cho sức khỏe được tăng cường và đẩy lùi bệnh tật. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ ba kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ tư vấn miễn phí giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.